Trong trận giao hữu giữa Pháp và Brazil năm 1997, đội khách đến từ Nam Mỹ được hưởng một tình huống đá phạt ở khoảng cách chừng 32m. Roberto Carlos đã tạo nên quỹ đạo vòng cung huyền ảo mà không ai có thể cản phá. Nhiều người cho rằng cú sút ấy chỉ là may mắn, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, các nhà khoa học lại không nghĩ như vậy. Các số liệu thống kê đã ghi lại cú sút của Carlos lúc đó có vận tốc lên đến 137 km/h. Bàn thắng ấy đã khiến các nhà khoa học vào cuộc và sau nhiều năm nghiên cứu cũng chưa tìm ra được lời giải thích về tốc độ vật lý của trái bóng. Trước khi xem video clip, các bạn nhớ bấm đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nha. Bàn thắng mà lại còn gắn mác siêu phẩm là một quả bom chứa vô vàn sự phấn khích và sung sướng của người hâm mộ bên trong. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng sống lại cảm xúc cực phê đó qua những bàn thắng độc lạ vô cùng luôn. Cũng không chắc có nên gọi đó là siêu phẩm không, nhưng những bàn thắng độc đáo này thật khó có thể tái hiện lần thứ hai. Và tính giải trí thì lại nhiều vô đối. Anh em đã sẵn sàng chưa? Lên đường thôi! Ghi bàn mà còn lộn hẳn một vòng luôn mà. Tính tiền liên cho pha lập công kết hợp cả võ thuật của thanh niên này hộ các bác ơi. Lại xứng đáng ghi danh vào sử sách rồi. Trăm năm mới có một bàn thắng ảo diệu như này. Còn gì mãn nhãn hơn khi mở đầu video này bằng một siêu phẩm Rabona của thánh Eric Lamela. Cựu cầu thủ Tottenham đã khiến bốn góc khán đài như muốn nổ tung với tuyệt phẩm ảo ma Canada của mình. Thậm chí pha Rabona này của Lamela còn được anh thực hiện ngoài vòng cấm. Ảo thực đấy! Khả năng cao cú đặt lòng xé lưới này của thanh niên mang áo số 4 sẽ không được lưu vào trong bộ nhớ của người hâm mộ. Lý do là bởi vì pha sâu kim trước đó của chính anh là quá hoàn hảo. Đây mới thực sự là điểm nhấn của bàn thắng này. Bàn thắng này là bàn thắng lầy, chứ siêu với trả phẩm cái nỗi gì bà con. Xét về độ lầy thì anh Zai là số 1, không ai chiến thắng anh. Anh thực vô đối. Khi bạn đặt trọn niềm tin vào đồng đội của mình, hãy chuyền bóng ngay cho anh ấy, kể cả có đang trong tình huống đá phạt hàng rào. Và niềm tin của bạn sẽ không bao giờ bị lãng phí. Người đồng chí đó sẽ có một cú đóng gạch xé toang mảnh lưới đối thủ trước sự bất lực của thủ môn. Hảo huynh đệ! Xoay comba thế này đã đủ uy tín chưa anh em? Mà đưa được bóng vào lưới rồi thì lại chả uy tín ngút trời còn gì. Anh Zai chỉ bằng một động tác kỹ thuật đã lừa được cả đôi cơ mà. 10 điểm cho chất lượng, trừ một điểm ăn mừng quá khích, hít ngã luôn đồng đội. Bàn thắng này luôn luôn có trong hạng mục những siêu phẩm đáng nhớ bậc nhất trong lịch sử bóng đá nhé. Anh ghi bàn bằng mông có nghĩa là anh đã có cho mình một tuyệt phẩm có 102. Khó có người tái hiện lại lắm phải không bà con? Với cú đá phạt mà trái bóng bay với quỹ đạo đến các nhà vật lý học lỗi lạc cũng khó mà có thể giải thích. Lời khuyên cho anh chàng thủ môn tội nghiệp kia là đừng nên làm gì cả. Anh hãy cứ đứng yên tận hưởng siêu phẩm đi thôi. Đơn giản vì không có bất cứ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất, để anh Zai có thể cứu thua đâu. Cái gì đây anh em? Ông cuốn này thành tinh luôn rồi à? Cái gì mà dứt điểm còn kinh hơn cả cầu thủ vậy? Đã tung nóc lưới nhà người ta luôn.
có phải đây là bàn thắng chứa đựng nhiều cảm xúc không anh em? Hãy nhìn niềm vui vô bờ bến của chú bé ấy khi đưa được bóng vào lưới. Bóng đá thật đẹp. Lý do vì sao môn thể thao này lại thu hút lượng người hâm mộ đông đảo đến vậy? Mấy anh áo xanh áo đỏ chứng kiến cho anh Tài là không có lỗi gì nha. Chả qua bóng nó cứ đập vào người trọng tài, xong bay luôn vào lưới. Vì vua áo đen vô tội nha. Tại mấy ông hết đấy, thương anh Tài. Một pha bóng tưởng như rất chi là bình thường, nhưng khoan, sao lại có thanh niên lạ đang quẩy hết mình ở trên sân thế kia? Mấy anh dài trong đội an ninh đâu hết rồi? Người ta bị thua oan một bàn rồi đấy nha. Siêu phẩm hả anh em? Nghi có mùi lắm nha. Ông thần sau khi dùng kỹ năng quan hệ với trọng tài đã cầm bóng dắt từ giữa sân đến gôn đối thủ và sút tung lưới luôn. Màn ăn mừng cũng thật cảm xúc quá đi. Ghi nhận các tình yêu trái bóng này của ông anh với trái bóng tròn. Chỉ cần em được ra sân, được chơi bóng và ghi bàn thì tất cả những pha lập công ấy đều là siêu phẩm. Hãy mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu nhé chàng trai. Hãy chú ý đến vị huấn luyện viên lịch lãm này, nếu không bạn sẽ không biết trái bóng bay từ vị trí nào mà nó lại vừa mạnh vừa chính xác đến vậy. Nó phải gọi là ảo ở cái tầm vũ trụ rồi. Đội chân này hơn khối ông tiền đạo vẫn đang xỏ giày thi đấu trong sân đấy chứ. Chơi bóng ngược gió mà lại còn đúng đợt gió mạnh nó lùa về, khổ thế đấy các bác à. Ai đời phát quả bóng lên cũng mạnh rồi mà gió nó thổi bóng bay ngược lại về thẳng cầu gôn, có chết dở không chứ lại. Ca này thì thôi khỏi có đỡ được nha. Vừa rồi là những bàn thắng ảo diệu hết nấc mà khó có thể tái hiện lại được trong lịch sử bóng đá. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.